Thế giới động vật đa dạng, phong phú. Động vật sống ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta. Kể cả ở Bắc Cực và Nam Cực, chúng phân bố từ đỉnh Everest cao hơn 8.000 mét đến vực sâu 11.000 mét dưới đáy đại dương. Cùng với thực vật, động vật góp phần làm nên sự bền vững và vẻ đẹp của tự nhiên. Một La Mã, đa dạng loài và phong phú về số lượng cá thể. Qua vài tỷ năm tiến hóa, giới động vật vô cùng đa dạng, phong phú với khoảng 1,5 triệu loài đã được phát hiện. Bên cạnh những động vật đơn bào có kích thước hiển vi, còn có các động vật rất lớn như trai tượng, vỏ dài 1,4 mét, nặng 250 kg, voi châu Phi nặng 4 tấn, cao 3 mét, cá voi xanh nặng 150 tấn, dài 33 mét. Hãy nêu một vài ví dụ tương tự ở địa phương em để chứng minh sự đa dạng phong phú của thế giới động vật như: hãy kể tên các loài động vật được thu thập khi kéo một mẻ lưới trên biển, tát một ao cá, đơm đó qua một đêm ở đầm, hồ, vân vân. Hãy kể tên các động vật tham gia vào bản giao hưởng thường cất lên suốt đêm hè trên cánh đồng quê ở nước ta. Một số nhóm động vật còn phong phú về số lượng cá thể. Người ta đã gặp những đàn châu chấu bay di cư như những đám mây. Ở vườn quốc gia Cúc Phương, mùa hạ thường thấy những đàn bướm trắng hàng nghìn con bay dọc đường rừng dài hàng trăm mét. Hồng lạc là một loài chim quý. Nhưng người dân ở Kenya còn gặp những đàn đông tới trên 1 triệu con tụ tập ở các hồ lớn ở vùng xích đạo châu Phi. Một số động vật được con người thuần hóa thành vật nuôi. Từ khi được con người thuần dưỡng, chúng đã khác nhiều với tổ tiên hoang dại và biến đổi thành nhiều loại, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của con người. Gà nuôi là một ví dụ. Tổ tiên là loài gà rừng nhỏ nhắn còn đang sống ở rừng nhiệt đới. Nhưng gà nuôi đã biến đổi rất nhiều về màu lông, kích thước, về chiều cao, vân vân, khác xa với tổ tiên của chúng. Hai La Mã, đa dạng về môi trường sống. Các loài động vật sống ở nhiều môi trường khác nhau và thích nghi với những môi trường đó. Hình 1.3 và 1.4. Hình 1.3 giới thiệu về chim cánh cụt. Nam Cực chỉ toàn băng tuyết, nhưng chim cánh cụt vẫn sống và có tới 17 loài khác nhau. Mỗi con nặng khoảng 30-40 kg, lông rậm, mỡ dày. Con cái đẻ từ 1 đến 2 trứng, ấp 65 ngày. Sau mỗi lần ấp, con cái giảm 40% khối lượng. Con mẹ tiếp tục ủ ấm cho con non. Chúng thường sống thành bầy, đông tới hàng nghìn con. Hình 1.4. Giới thiệu các loài chim và các loài động vật sống ở trên cạn, dưới nước. Trên trời có các loài chim như chim hạc, bồ câu, ó biển, hải âu, bướm. Dưới đất có các con như cọp, báo, khỉ, sóc, thỏ, hươu, nai. Dưới nước có mực, sứa, rắn, các loài cá, lươn. Hãy dựa vào các hình trên, điền tên động vật mà em biết vào chú thích ở dưới hình 1.4 và trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, đặc điểm nào giúp chim cánh cụt thích nghi được với khí hậu giá lạnh ở vùng cực? Thứ hai, nguyên nhân nào khiến động vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn động vật ở vùng ôn đới và Nam Cực? Thứ ba, động vật nước ta có đa dạng, phong phú không? Vì sao? Qua bài học này các em cần nắm vững. Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng, phong phú. Chúng đa dạng về số loài, kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống. Nhờ sự thích nghi cao với điều kiện sống, động vật phân bố ở khắp các môi trường như nước mặn, nước ngọt, nước lợ, trên cạn, trên không và ở ngay vùng cực băng giá quanh năm. Câu hỏi 1. Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em. Chúng có đa dạng phong phú không? 2. Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú?